Ngôi nhà chung của chúng ta sẽ nằm ở tòa nhà Sapphire 2. Bật mí với các bạn một điều rằng là ngôi nhà chung của chúng ta chỉ có 5 chiếc giường, mỗi giường chỉ có 2 người ngủ. Như vậy sẽ có 10 bạn được ngủ trên giường và 5 bạn còn lại phải tự tìm chỗ ngủ cho mình. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn nào nhanh chân chỉ sẽ có quyền lựa chọn chỗ ngủ cho mình. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu. Em đọc sai tên hay sao ấy? Thì mấy bác em mới chỉ cho em chạy ngược về kia thì em chạy rất là nhanh. Đến nỗi mà em mệt quá uống hết cả tay. Mọi người chạy lung tung mọi nơi, mấy đàn khác nhau đã chạy thì nhầm tán tôi dựng lại thì chạy ra đều Topaz và Ruby. Lúc vào nhà thì đã thấy là có thí sinh khác tới rồi. Thì lúc đó Kiki vội vàng tiến cái giường thôi. Tối nay em chạy đến các phòng thì đầu tiên em vào được một cái phòng rồi. Thế xong rồi mấy chị mới bảo là hết chỗ rồi. Chị ở chị sẽ khó chịu. Còn nếu mà có ai muốn vào đây chơi mọi thứ thì cũng được. Đệm rất là thoải mái, rất là dày, có sao đâu. Nếu mà bây giờ chị chuyển ra phòng khách cũng được luôn. Nhưng mà chị không thích ở chật thôi. Mà em nói như vậy thì như là ý em là selfish or something. Em bảo là như này nha. Nếu như ở nhà thì là chật, nhưng mà đây là trong cuộc thi có rất nhiều đông người. Mà là phòng thấy phòng khách rộng không? Hay là cũng chật? Phòng khách là để dành để tiếp khách, còn phòng này là để ngủ thôi. Thế nếu mà em mà thích thì đổi với chị cái phòng bé xong cho thăm giường đây mọi người. Chị không Thùy kê giường vào đây rồi. Ok. Trời ơi, phòng bên kia rộng mà không cho kê à? Là phòng chị nhưng mà Kiki không đồng ý. Không cho kê mà phòng bên này rất là rộng. Mình đang phòng đúng không? Chị Kiki không có đồng ý Thùy ở chung phòng. Thì em cũng thấy là chị hơi ích kỷ. Mọi người bảo là Kiki ích kỷ. Đó, Kiki hơi chán. Nhưng mà Kiki mà đã quyết định cái gì mà cảm giác là mình không làm cái gì sai thì Kiki vẫn rất là cứng đầu. Phương Anh và bạn Tuyền đã đồng ý là cho Thùy vào phòng của Phương Anh để ngủ. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau khiêng cứu mẹ vào phòng Phương Anh để trải ra cho Thùy. Ok. Thì em cũng thích vào phòng này hơn là vào phòng chị Kiki ạ. Em nghĩ là em sẽ phải ngủ ở chỗ